Xin chào các bạn. Hôm nay tranh thủ đi ra ngoài để dọn dẹp một chút xíu, thu hoạch một chút xíu rau cả nhà. Cái này hành thì bắt đầu mùa đông, bắt đầu cái trời mát mát cái nó phát lên tiết nữa anh hả? Ngon dễ sợ luôn á. Hành thì nó chịu lạnh rất là mà giỏi các bạn. Dạ. Như bây giờ hả là bắt đầu là có như trời lạnh mà có hành ăn dài dài hả nữa, khỏi cần tốn tiền. Thì bầu giống mình nghĩ chắc mình để càng lâu càng tốt em. Vậy nếu đó. Mà cái dây nó còn được thì mình để cho nó dưỡng luôn để cái hộp nó già đó. Dạ. Em nghĩ còn dây su su nè cả nhà. Bây giờ chắc nó cũng năm nay thì thấy ai cũng trúng su hết, mình nghe mình nôn hết hả? Cái này nó già rồi em coi nè, nó ra bố làm giống ngon rồi nè. Không thì tại vì em để cho khoảng một mớ trái già đó anh, xong rồi mình để đợt sau rồi mình thu hoạch. Do này cái vàng xương của vợ chồng đậu thì đậu không có được nhiều cả nhà. Ở đây thì cái ở dưới đây nó có nứt rồi nè các bạn, cái hộp á. Mốt có cái cây mình đem vô thì nó mình dưỡng lại thì nó thành cây giống các bạn. Để làm cây giống cả nha. Như trái thì mình cũng le que được cái chục trái thôi. Chùm chùm thấy cũng rất là đẹp. Anh cắt mấy trọt bầu mà mấy cái trái bầu này em nghĩ chắc nó không phát đâu. Nhưng mà mấy cái bầu này thì như vô luộc ăn á cả nhà, ngon lắm. Luộc chấm với chao. Luộc chấm với chao. Dạ. Do tại vì mỗi năm á là mình hay có như tới cái mùa này cả nhà thì bầu nó không có phát to nữa mà mấy cái trái con này thì rất là nhiều luôn. Với lại cái đọt bầu á anh. Do năm trước mình để mình không biết cái mình bỏ hết trơn rồi, có nhiều người nói là mấy cái trái bầu non này hấp ăn cha ngon lắm. Hấp thì cũng chấm với sauce chao ha. Với lại cái đọt bầu nữa nè. Nè ngay chỗ đọt này thì non lắm nè. Đọt bầu thì xào hả? Nó cắt tới đây trên đây trên chút. Đây ha. Dạ. Tại em thấy có mấy trái non nè. Còn chỗ này nè, trái non nữa nè. Mấy trái này từ từ bắt đầu nó, nếu mình không hái thì nó cũng héo như nè các bạn. Nó héo nó không có đậu. Hư hết, uổng lắm. Ồ, bên đây nhiều lắm em. Hả? Đây nó bị hư nhiều lắm nè. Nhiều lắm. Có thấy không, bữa hổm mình mấy hôm nay vô đây chơi. Có thấy không, để cho nó hư nè, thấy không, mau lắm. Nó không có đậu mà nó hư. Để bây giờ làm phân. Dạ, mình thấy cái trái nó dài dài nè cả nhà, mình nghĩ chắc có thể đậu. Nè cũng giống như trái này nè. Nó đậu chút xíu giờ nó cũng bị tèo cái này ha. Dưới đây cũng héo rồi nè. Dạ. Ngắt yêu. Mềm em. Mềm thiệt. Chắc nó bị cái này giống như mình phải cắt luôn. Cắt luôn đi. Mềm à. Thôi là mốt nó hư luôn ạ. Hiện giờ là cái này đó nè ha, hết rồi nè. Ở ngoài kia đặt luôn em. Ở ngoài kia đặt cái đậu. Nghĩ chắc giờ ra ngoài hái luôn đi. Đi. Nghĩ có trái nào đậu không? Không, nào cũng đậu đó. Có trái mấy trái nó cũng bự. Em thấy nghĩ vậy chứ có đậu đâu. Ở đây nè. Ô, bên đây nè em ơi. Ok, để anh quay cái anh vô liền. Wow, các bạn ơi coi nè. Thật lư luôn á. Nhiều lắm luôn. Anh nghĩ hái hết đi. Ừ, em nghĩ chắc hái hết đi chứ giờ cái này là không có phát nữa. Cắt đọt luôn. Thì cắt đọt á. Ở trên đây thì đọt nó phát nó nhanh lắm các bạn. Dạ. Nghĩ có mấy trái đó thấy đậu em. Không, không đậu đâu. Thì nè, mấy trái này không biết làm sao nè. Cắt luôn đi ha. Dạ. Từng sao nó lạnh rồi. Mà công nhận trồng bầu này cũng tiện ha cả nhà ha. Ồ, có trái kìa. Giờ mình cắt như vậy á, chứ nhưng mà khi mà vô mình lật á thì mình thấy cái nào non thì mình giữ. Lần đầu tiên mới thu hoạch mấy cái này vô. Nhưng mà cũng cái này không biết muốn ăn sao anh hả? Chưa ăn xào bây giờ nữa. Em nghĩ chắc ngon, nếu mà em thích bầu thì để chắc ngon. Non chèo anh. Để cái nó làm cái rực kìa. Cái này, này nó vàng vàng rồi, em nghĩ chắc ăn cũng được, không sao. Bên này đọt bầu dưới đây quá trời nè. Mà mùa này cắt nó ra nữa mà. Nó nhảy đọt khác không? Chắc nhảy ạ. Nhảy không? Nếu mà nó nhảy là thu hoạch đọt được ăn đã nè, luôn nè. Á. Còn nó hôm đây nữa nè. Đậu hôm ta chắc không đâu. Nè cắt luôn đi. Ôi. Thôi cầm cái đọt này luôn nè. Cái đọt nè. Thấy không?
dưới đây nữa nè. Nè, cầm cái trái nè, anh nhìn nha. Cầm nha, à, em cầm cũng được rồi đó. Nè, cầm cái đọt này luôn á. Cắt đại trên luôn đi. Đây, đây nè. Rồi, còn cái này. Rồi, dính. Đây, còn cái này, mấy cái này. Cắt mấy trái luôn. Cắt mấy trái này luôn hả? Ôi, vậy là nguyên cái đọt này luôn nè. Nguyên cái dây này luôn nè. Nè. Uống nó ra đọt nè. Để cho nó ra đọt cái cẩm này nè. Nè, nó ra đọt nhiều quá vậy. Cắt trái đi, cắt trái đi. Vậy cắt trái, mốt tôi hoạch đọt bầu nữa kìa. Thấy mê vậy? Ủa, vậy lần đầu tiên mình mới thấy nè. Cái này bỏ vô mấy cái nồi lẩu, ủa nó nồi cháo đồ ngon à ha. Dạ, nó, mà nó ra cháo đọt bầu á. Sao tự nhiên mùa này nó ra đọt bầu quá trời nè. Mà mấy cái đọt này ngon lắm anh à. Đa số là người Phi á, cả nhà người Phi với Ấn Độ á, toàn là chuyên gia là lại hỏi mình để xin mấy cái đọt bầu á cả nhà. Đó. Nhất là Ấn Độ á các bạn. Ấn Độ người ta ăn mấy cái đọt bầu nhiều lắm. Này nó cứng em ơi, em làm cắt mới được. Cái nào? Anh lặt không được. Nè anh Vịnh em cắt ha. Cứng hả? Ừ. Nè. Chắc mình nghĩ mình cắt mấy cái trái như vậy, cái mấy cái đọt nó ra nữa ra nè. Nè, đọt cái này cái đống nè. Ồ đã hả? Đây luôn nè, lấy cái này luôn. Ừ. Đủ thứ ăn chưa? Bây giờ, đây nè. Đó, thấy không? Thấy. Rồi. Nè cầm đây nữa. Đó. Nè. Như lại nó bò mấy cái chỗ này hỏi nó bò cái đây cái cổng nhà của mình vô nè. Người ta đi vô người ta phải khung xuống người ta chen vô mấy trái non kìa. Nè anh Vịnh á. Ừ Vịnh nha. Wow nó non chèo luôn anh à. Cái đọt non ở trên nữa nè, quá trời đây nè. Cái đọt non này. Ôi dạ trời ơi. Rồi cái đọt này ngon nè. Đó, kéo xuống em mới cắt được nha. Rồi. Rồi. Bên đây nữa nè. Bên đây đâu? Này nó bò qua lúc bên đây luôn. Có bông nữa hay không? Giờ còn ra bông nữa. Giờ ra bông nữa nó ra quá. Cắt này luôn đi, mình được đâu. Đây con. Nguyên cái luôn. Đây con. Chút vô. Chút vô mình lấy ra. Không chưa? Bên đây nữa nè. Cái nè. Ôi ôi, tỉa luôn. Tỉa lắm. Tỉa chút vô rồi. Okay. Trời ơi, có mấy cái cây tầng ơi, nó đẹp quá trời. Mùa này nó mát mát, nó phát càng tốt thêm á. Đọt nè em. Anh Vĩnh nha. Dạ, Vĩnh đâu? Đây. Dạ. Đây. Ồ, cái này bẻ được. Bẻ được không? Non mà. Ừ. Bởi vì nó nói mấy cái trái nó non chèo á, ăn nó ngọt á. Hồi nãy anh vừa gị cái dây nó cứng. Ồ, vậy này anh bứt cái cùi luôn hả? Ừ. Bẻ cái dây này nè. Nè. Ồ, trái này bự ha. Anh đừng đụng để mấy trái đó thử coi nó còn phát không? À, chưa lấy. Ui, ok, cắt cái này luôn. Rồi. Rồi, anh đi vô. Nghĩ như đó đủ rồi. Ăn đã luôn á. Ở đủ. Cái này có nước hay cửa ăn luôn á. Coi trời quá trời ngon không. Coi đọt bầu với mấy cái trái bầu con thì rất là nhiều luôn cả nhà. Cái này là giờ có đủ một cửa ăn của nhà rồi đó. Bây giờ các bạn thấy không, mấy cái đọt bầu nó hơi vàng vàng. Ừ. Tại bây giờ là cái mùa này nó thiếu nắng đó các bạn. Dạ, nó lạnh lạnh rồi. Lạnh mà nắng thì mà. Từ trời nó mau tối. Ừ, mau tối mà sáng trễ nữa, tới 5-6 giờ nó mới ra mặt trời mọc lên. Cho nên thiếu nắng, thiếu thiếu đủ thứ thiếu. Thiếu đủ thứ thiếu hết luôn, cho nên nó vàng vậy đó. Ok, bây giờ đi vô trong nhà kính hoặc một ít rau nữa cả nhà. Đây anh. Rồi rau vậy còn rau nữa ta. Bây giờ đi vô trong nhà kính quạnh hết rau cả nhà. Ôi mà mấy hôm nay trời lạnh mà trong nhà kính rau cũng tốt lắm anh. Đi vô anh. Hôm nay em định thu hoạch ít rau má anh à. Nhà kính á. Nhà kính thì rau cải còn nguyên luôn các bạn ha. Xanh lè à.
Vô đây nóng hổi luôn. Hổi à. Mấy cái cà pháo nhà nó vàng nè em. Đó, thì mấy cái trái đó để làm giống rồi. À. Cà pháo được lây qua mấy trái các bạn. Ui, trái này vàng quá. Nóng á. Rồi, cả nhà thấy trong má này mình thu hoạch biết bao nhiêu đợt ha. Nhưng mà tại hiện tại bây giờ ở đằng nhà của má chồng của mình á, thì nó tàn dần rồi cả nhà. Bây giờ mình hái một ít lợi cho má chồng của mình. Tại vì đầu mùa thì mẹ chồng cho trồng, nhưng mà mẹ chồng cũng trồng nhiều lắm, nhưng mà đằng nhà kính đằng á thì nó không có ấm bằng. Bởi vậy thì như rau ở đằng hiện giờ nó bắt đầu nó tàn rồi cả nhà. Nhà bị ảnh hưởng mùa rồi. Dạ. Bên nhà kính của mình thì nó còn nguyên rồi các bạn. Ở ngoài thì nó bị ảnh hưởng chứ ở trong thì nó còn nguyên à. Cái này do nhà kính của mình nó giữ ấm tốt à. Mà mấy ông khổ qua mà mấy cái trái nó cũng còn bắt đầu nó còn phát triển à. Ừ. Đúng rồi. Thu hoạch hết rồi, nhưng mà mấy trái đợt sau á các bạn. Tôi nghĩ đợt sau mình còn thu hoạch được hết anh ạ. Ừ, okay. Vậy nè. Đó, mấy trái này nè các bạn. Ra luôn kìa. Thấy không? Mấy trái li tí vậy nhiều lắm. Không biết nó kịp không. Hy vọng á. Hôm nay sao cái lá rau đó nó cái mùi nó dữ lắm. Chuối hả? Ờ nó ngon vậy. Nó gọi là rau rau chó địch. À. Phải không? Cái đó là như ở ngoài miền Bắc người ta gọi là cái đó là sao ta? À, rau thúi địch. Thúi địch hả chứ không phải là chó địch hả? Thúi địch. Phải dùng cái giọng Bắc mới được. Thúy Điệt. Còn ở ngoài mà miền Nam thì ta gọi là cây lá mơ. À, cây thúi. Kêu tên cho nó dễ thương chút xíu nữa. Ừ. Mơ. Nhưng mà anh thấy vậy chứ rau má cho dù nó phát lại nó cũng không có bằng như đầu mùa hay nè. Ừ. Nó chậm hơn chút xíu cả nhà, chứ không phải là nó cũng tốt, nhưng mà nó thì cũng từ từ nó tàn dần các bạn. Từ từ, nhưng mà tại do mình do là trồng là mình giữ được lâu hơn chút xíu thôi á. Với lại trong nhà kính này bây giờ nó nóng thì nóng hơn ở ngoài, chứ không có nóng bằng cái mùa hè. Không có nóng như bên Việt Nam các bạn. Cho nên cái rau má nó không có phát bằng lúc mùa hè. Dạ. Cũng lành lạnh bớt rồi. Này nó thưa ra ha. Ừ. Đúng rồi, nó thưa ra. Như mùa hè thì trời nó dày quến luôn anh hả? Ừ. Mùa hè thu hoạch đã luôn cả nhà. Nghĩ cái này chắc thu hoạch một đợt nữa là chắc xong rồi. Dạ. Yeah. Không, nếu mà mình trồng ok để coi sao. Thì tại vì do năm trước là tới tháng 12 em thấy rau má nó còn phát tốt à. Ừ. Tại do mình trồng trễ á. Nhưng mà không biết giờ này nó làm sao nè. Để coi còn sao ha. Nếu mà em muốn chịu chơi nữa em gắn mấy cái đèn vô đây một cái. Thôi em không qua chịu. Mùa đông luôn. Em không chịu chơi kiểu đó đâu, mắc lắm. Ừ. Dạ. Tại vì ở bên đây mà mình trồng rau thì như mùa hè thì trồng cho vui chút xíu cả nhà. Chứ nếu mà mình làm mấy cái kia nó tốn tiền dữ lắm. Trừ khi mình làm nhà kính lớn đặc tớn thì mình là mình bán nhiều các bạn thì nó lời thôi, chứ mình làm gì ăn ở nhà không thấy cũng hơi phí. Nhà mình ăn cũng đâu có bao nhiêu đâu mà gắn đèn vô thấy cái phí. Tốn nhiều quá. Em có thu hoạch lá có qua không ha, bữa sau đi ha. Bạc hà đó. Này bạc hà ha. Bạc hà giờ lá anh thấy cũng vàng rồi đó em. Hả? Rau muống thì hôm nay không có thu hoạch nữa các bạn coi nè. Coi sau lưng rồi các bạn. Cái này muốn cắt vô. Dọn dẹp đi. Giờ hết lên nữa rồi. Nó ốm. Không có nắng cho nên không lên nữa. Không lên. Muốn phải cần rất là nhiều nắng. Rau muống ở bên đây mình khí hậu ở cái nhà nóng thì là nóng, rau muống nó mới phát. Cái bắt đầu trời nó lạnh lạnh trở lại là kiểu như là như nó tàn á. Ừ. Nó không phát non nữa. Chứ trời hè hả mỗi bên lần. Đây nó ngon hơn. Ừ. Trời hè mỗi lần thu hoạch rau muống là đã luôn cả nhà. Cái này, cái rau má này các bạn thì mai mốt mình sẽ lấy cái đồ mình phủ lại nữa cho nó giữ cái góc ấm á các bạn. Mùa đông nó chết nhưng mà mình phủ lại vậy xong cái mùa hè nó lên mau hơn. Nó lên mau hơn. Ừ.
Ừ đúng rồi ví dụ trong nhà kính nha, mình cũng phải phải dưỡng đó, chúng thôi năm sau lên chậm lắm. đúng rồi cái nhà, tại vì thường rau má ở bên đây á, nếu mà nó, khi mà nó phát lên á là hình như là tầm cỡ giữa tháng 6 đến tháng 7 nó mới bắt đầu nó phát lên, cái nhà rau má nó phát trễ nhất luôn á. Với lại nếu mà mình phủ lại là hy vọng mùa đông nó sẽ giữ cái gốc được luôn, nó sẽ sống lại các bạn, mình không có cần đợi mấy cái hột nó lên. Ừ Nếu mà nó lên vậy thì năm sau lên rất là nhanh. rồi để năm nay làm theo cách của anh Đậu đi ha, thì hy vọng là Hy nó vọng phát được thôi, sớm ha. thì mình cái nghĩ là gì được chứ thì cái không gì chắc đâu. mình cái gì mình cũng thử mình coi coi được không, nếu mà không được thì mình đợi cho nó rụng hạt nó lên lại thôi. Hả? Thì hạt thì năm nào nó cũng lên lại, mình cũng không lo các bạn. Rồi. Đi vô Rồi. thu hoạch ít bạc hà nè. Cái bạc hà nè cả nhà. Như mỗi lần mình thu hoạch á, mỗi lần mình thu hoạch là nó mỗi phát tốt lên, tại vì mấy bạn phải như mình thu hoạch thì cái bắp nó mới càng ngày nó càng to ha cả nhà ha. Còn nếu mà mình không thu hoạch thì nó cứ như vậy hoài á. Đây nè, cái bắp của nó nè. Đó. Trong đây nè. Hái ăn biết bao nhiêu lần. Em thấy cái lá nó vàng rồi. Rồi, nếu mà các bạn nào mà trồng bạc hà ở bên đây các bạn, các bạn mùa đông các bạn đừng có tỉa nó xuống, các bạn để nguyên cái cây gì luôn cho nó héo xuống, rồi xong cái mình để vậy cái đọt nó cái cây cái củ nó tự nó dưỡng qua mùa đông luôn à. Chứ mình cắt thì qua năm sau nó lên chậm lắm. Thì mình để như vậy thì bắt đầu mùa xuân cái bắt đầu mấy cái đọt á cả nhà là bắt đầu nó phát luôn à, như cái gốc nó cũng vẫn còn sống anh hả, Mình để cho cái cây nó tự nó xỉu xuống luôn. nó lên vậy thì em thấy nó mau hơn á. Chứ có năm thì mình tỉa xuống hết ráo, mình cắt ngang cái các bạn, xong cái năm sau nó lên lâu lắm, nhiều khi nó bị chết nữa, cái củ nó bị chết. Cái bạc hà này anh nghĩ chắc mình còn thu hoạch tới ba bốn lần nữa đó em. Thu bạc hà này nè, anh nghĩ chắc còn ba bốn lần nữa đó. Ăn liệt nhiều lần luôn á. Anh thấy cái con ấy kìa, mấy con bướm mà nó tới tới mùa nó có bướm nè, hả? mấy con bướm á, trong cái mùa này nó giữ nó nằm trong cái cocoon gì đó em, cái con xanh xanh đó, nó đu Đâu? vậy đó, trong cái qua mùa xuân cái nó nở, Đâu thấy xanh không, không trên cây bạc hà nè thấy? đang Gì quay hả? nè nè, cây nhỏ nhỏ nó thấy xanh xanh, cục nhỏ xanh xanh không thấy không, mắt ra đi đâu 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 đâu. Ồ rồi thấy giống con sâu quá vậy, con sâu anh à, con bướm, con bướm không bộ thì thôi nhìn kêu kêu bắt con sâu. này năm sau nó thành con bướm thôi kệ, để mốt nó cũng mấy năm sau thành con bướm hả, nữa giờ nó là con sâu phải không, không nó sâu quá nhưng mà nó cũng như nó thành cái cocoon nữa em, cái bao bọc rồi đó, nó nằm im chỗ vậy đó. Đây, thêm cái nữa. Wow. Xong chưa? Đó, thêm cái nữa đi. Ok, xong. Đó. Năm nay coi như thu hoạch bạc hà cũng đã luôn anh hả? À? Cái bắp nào cả nhà xem nè, coi cái bắp nào, cái bắp đó nó dài thòn luôn á, như em cắt đây em chủ yếu muốn chiết nghe cắt như vậy cả nhà, để cho lần tới bắt đầu ha mấy cái bắp nó bự ra nữa,
và lần tới mình có mình thu hoạch nữa ha. Dạ thôi bây giờ cũng xin cảm ơn cái nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình. Nếu cái nhà thích thì hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng Đậu nữa. Cảm ơn cái nhà nhiều. Cảm ơn các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi, bây giờ đi hái nấm.